California đề xuất tặng tiền cho 2/3 dân cư. Thống đốc California vừa cho biết muốn tặng tiền mặt cho 2/3 cư dân theo đề xuất hỗ trợ phục hồi kinh tế trị giá 100 tỷ Mỹ Kim. Gói hỗ trợ bao gồm giảm thuế cho người dân có thu nhập dưới 75.000 Mỹ Kim, cũng như hỗ trợ thêm cho các gia đình gặp khó khăn trong chi trả tiền thuê nhà và điện nước, được đưa ra trong bối cảnh thống đốc California Gavin Newsom đang phải đối mặt với cuộc trưng cầu dân ý cuối năm nay. Theo đề xuất mới cần được cơ quan lập pháp tiểu bang phê duyệt, 2/3 cư dân California sẽ nhận được món tiền tối thiểu 600 Mỹ Kim. Gia đình nào có con nhỏ sẽ được thêm 500 Mỹ Kim. Ông Newsom cũng đề xuất thêm chi 5 tỷ Mỹ Kim khác để giúp đỡ người dân California có thu nhập thấp, trả tiền thuê nhà và thêm 2 tỷ Mỹ Kim trả tiền điện nước để giải quyết căng thẳng và lo lắng suốt năm qua, cộng với suy thoái do đại dịch. Bất chấp các biện pháp được đưa ra, California đã phải hứng chịu một trong những đợt gia tăng COVID-19 tồi tệ nhất Mỹ vào mùa đông. Một bản kiến nghị kêu gọi bỏ phiếu loại Newsom khỏi vị trí thống đốc đã thu thập đủ chữ ký cần thiết để mở cuộc trưng cầu dân ý.